Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách làm meal farm muối biển gồm có bột màng sữa muối biển 25g, rồi sau đó mình sẽ đổ trực tiếp vô nồi ha các bạn ha. Rồi mình sẽ cho 80ml nước sôi để nguội, 80ml nước sôi để nguội. Rồi sau đó mình khuấy đều lên. Rồi mình sẽ dùng cái máy này mình đánh lên ha. Rồi mình sẽ cho 50g nước đá. Rồi mình đổ vô trong bên này. Rồi mình dùng máy mình sẽ đánh lên. Rồi mình sẽ cho kem béo thực vật là 20 hoặc ít nhỏ. Rồi sau đó tiếp tục mình sẽ cho là kem làm bánh bay hay là topping ha, 80. Rồi sau đó mình đổ vô luôn ha. Rồi tiếp tục mình cho sữa tươi khoảng 25 hoặc 30. Rồi sau đó mình dùng máy mình đánh lên các bạn ha. Rồi khi sữa đã được mịn là mình sẽ ngưng nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đổ gia ca ha. Rồi sau đó mình sẽ bỏ vô tủ lạnh ha. Rồi phần hướng dẫn của tôi tới đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.